tuần thứ nhất, mùa giọng thứ hai. Ta không thấy người Israel nào có lòng tin mạnh như thế. Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 8 từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến hỏi Chúa rằng: Lạy Thầy, thằng bé nhà tôi đau liệt ở nhà, nó đau đớn lắm. Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: Tôi sẽ đến chữa nó. Nhưng viên đại đội trưởng thưa người rằng: Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy đến nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời thì thằng bé nhà tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ. Tôi bảo người này đi thì anh ta đi, tôi bảo người kia đến thì anh ta đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm. Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người: Quả thật, ta bảo các ngươi, ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng, nhiều người từ phương Đông và phương Tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Suy niệm. Viên đại đội trưởng là một sĩ quan trong quân đội Roma, chỉ huy hơn 100 người lính. Người Do Thái ghét những sĩ quan này vì sự áp bức của họ. Hơn nữa, viên sĩ quan này có thể tự hào về chức vụ của mình. Tuy nhiên, ông đã vượt qua sự thù ghét và kiêu căng để đến với Chúa Giêsu. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã ngạc nhiên và khen ngợi đức tin mạnh mẽ của ông. Mùa vọng là mùa trông mong Chúa Giêsu đến. Hãy tự hỏi xem trong đời sống chúng ta có điều gì đang ngăn cản chúng ta đón Chúa đến. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng con biết từ bỏ tính tự ái và kiêu căng để biết quan tâm đến nhau nhiều hơn và để đón Chúa đến trong gia đình chúng con.